Trong ngày hôm nay trên địa bàn tỉnh có 2 ca mắc Covid-19 mới đều ở huyện Yên Mỹ. Như vậy, cùng với 3 ca tối qua ở huyện Yên Mỹ và Khói Châu, từ ngày 21 tháng 6 đến nay toàn tỉnh có 131 ca. Đến nay quỹ cứu trợ tỉnh đã tiếp nhận trên 94 tỷ đồng từ các cá nhân, cơ quan, doanh nghiệp chung tay ủng hộ phòng chống dịch Covid-19. Trong đó một số đơn vị ủng hộ với số tiền đặt cao như công ty cổ phần tập đoàn Ecobac 15 tỷ đồng, tập đoàn Hòa Phát 10 tỷ đồng. Riêng từ ngày 5 tháng 7 năm 2021 đến nay, quỹ đã tiếp nhận trên 10 tỷ đồng. Tiêu biểu có công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại Tân Đá Hương Yên ủng hộ 5 tỷ đồng. Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam BIDV chi nhánh Hương Yên ủng hộ 3 tỷ đồng. Netlay Việt Nam 1 tỷ đồng việc tiếp nhận ủng hộ phòng chống dịch COVID-19 tại Hương Yên tiếp tục được thông qua các hình thức về Ban vận động quỹ cứu trợ tỉnh Hương Yên số tài khoản 3761 0900 chín tại kho bạc nhà nước tỉnh Hương Yên. Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hương Yên số tài khoản 1021196668 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam chi nhánh phố Hiến hoặc trao trực tiếp tại cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, đường Quảng Trường, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên vào các giờ hành chính trong tuần.